đường là ông đường, mẹ đường trên. Cái trước nhá đi quá.
Hey!
nước đèo Đa Nhiêm đổ về. Chụp cái hình chỗ đây, cái con chó nè, chó hái hùng luôn. Có dừng xe. Wow, mình lên tới đỉnh luôn ha. Đây, bây giờ nhìn xuống đây cái. Trên lên, đi xuống cẩn thận. Thấy không? Phản ánh nắng mặt trời nè, mặt có thui nè, chắc chắn luôn. Đây nè, đó đó, đây nè, lấy cái này. Ừ. Thấy con đường luôn hả? Con đường chọn. Con đường độc đạo. Nó đi lên là thấy để xe nó đi lên. Ô dạ, à, cái remote à. Có xe xuống rồi quay. Nó về mới thấy rõ mặt nè. Thấy không? Qua đứng này chưa chụp làm sao cho lấy hai cái xe. Đứng đứng chỗ giữa hai cái xe này. Giữa luôn, vô tí nữa. Đó nghe, qua lại tí, qua lại. Đó, thấy hai xe luôn. 1, 2, 3, có cái núi chút. Đó, đứng cả này. 1, 2, 3. Đó, thấy được hai chiếc xe. Thôi được rồi. Để cho có cảnh làm kỷ niệm thôi. Thấy không? Quá trời vậy. Cái đèo này nó không có bảng ha. À.
ông về Khánh Lê. Lê nó có cái bản, em nó chẳng có cái bản. Thôi rồi, tiếp tục. Chó là Hải Hùng đi. Ba cái số nữa tới đỉnh đèo. Không biết. Khoan khoan, sẵn đi coi pin coi. Khoan chờ chút đi. Chờ chút. Cho xe nó nguội chút sẵn. Thay pin luôn. Tại vì nửa đèo thì thế nào nó cũng hết pin. Chơi luôn. Ngay cù chỏ lên đèo ngoạn mục, hình như đây mới có giữa đèo. Thank you.
xe nó kêu gì vậy? Xe nó kêu gì vậy? Qua, thấy không? Kìa tí, chụp con đường mình vừa đi lên kìa. Qua, wow. Thấy không? Nãy có khu đẹp quá mà chạy mất rồi. Nhìn con đường mình đi lên kìa. Thấy được nguyên cái cùi chỏ luôn kìa. Còn cái cùi chỏ nữa. À đẹp quá. Thấy biết cách bao nhiêu thước. Rồi đi tiếp. Biết sao chụp hình con đường ở dưới lên á, muốn chụp không? Rồi đi tiếp. Thank you.
đây đây tôi cũng thấy rồi. Ừ, ghé uống nước không? Và đây tới hai con đường đi lên luôn kìa. Thấy không? Thấy cái đường vào ngoài không? Muốn ghé uống nước không? Đây nè, tắt vô đi. À, 2 phút này ra. Rồi tắt. Ừ. Ồ, cái đường này. Rồi đi luôn. Phải luôn. Ừ. Rồi chưa? Đi từ đây.